Dĩnh miền Tây, mến chào cô chú anh chị. Hôm nay Dĩnh đi đến chùa Phú Tức. Nay chùa Phú Tức hạ thủy để xuống ghe thử coi tốc độ như thế nào cô chú anh chị. Giờ mời cô chú anh chị đi xem buổi tập luyện của ghe ngô chùa Phú Tức như thế nào nha. Mời cô chú anh chị đi cùng bước chân theo Dĩnh nha. Đây là ngôi chùa của Phú Tức nha quý chú anh chị. Đây là ghe Phú Tức chuẩn bị hạ thủy xuống để bơi dòng sông Mát Rô quý chú anh chị. Đây giờ vận động viên và huấn luyện viên đang cầu bằng câu đó quý chú anh chị. Cọc xong rồi xuống sông ghe xong rồi mình đi qua bơi qua bên dòng sông Mát Rô để thử cùng câu tốc độ như thế nào là cô chú anh chị. Vận động viên và huấn luyện viên đang cọc cần câu đó cô chú anh chị. Thì ghe này đóng hồi năm 2016 đó cô chú anh chị. Thì nay để hạ thủy xuống để bơi thử ghe và tập luyện trên ghe đó cô chú anh chị. Thì ghe năm đầu tiên của tân binh là 2016 đó cô chú anh chị. Thì ghe bơi được tới vô vòng được vòng 32 thì về sớm thì ghe để tới giờ thì mới để xuống hạ thủy xuống để bơi ghe thử tốc độ như thế nào đó của chú chị. Thank you.
giờ đang xuất phát đi các anh chị. Xem video này thì cảm cho mình nha, tại vì là chạy xe một tay thì một tay quay cho nên hay lắc lắc cái tăng tốc của cái chị còn đôi dòng bọt thôi có cái chị này. Xa đó có tới gì từ gốc xuất phát tới đây gần tới khá đại đó các quý vị đem gắn bơ để thấy tốc độ như thế nào các quý vị.
của Phước Tức đã bơi thử thành công đó quý chú chị. Thì hiện tại đang bơi trên khán đài của sông Mát Pro đó quý chú chị. Video mình xin tạm dừng tại đây nha quý chú chị. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ chương trình tay của tên của chương trình. Bye bye. Chúc một ngày tốt lành.